lại là cái dụng cụ diện chẩn ấy nó rất là hay, thì mình làm một thứ một dụng cụ mãi thì nó chán. Đúng rồi, cái này thì em mới không có đũa ấy à, có đũa đấy, đũa đen đi, có đũa gỗ thì mình cứ dùng, mình dùng nó, mình dùng cái nào mình thích thì mình sẽ nghĩ ra rất nhiều cách để mình dùng. Tớ nhiều khi tớ cũng cứ hay vớ xong rồi mình cũng làm mà tớ thấy cũng thành công rồi. Em thấy vừa rồi em đặt cái đồ sừng ấy, xong em đặt nó hai cái đôi đũa sừng, rồi em rất là thích. Này đôi đũa nhé, xin lỗi đôi đũa gì nhé, đũa này để ăn cơm không phải để cào lên đầu nhé. Nhưng mà cái đôi đũa ấy thì ở trong học viên diện chẩn có một chị tên là chị Lê Thị Hương, chị ấy bảo là em chỉ toàn dùng đôi đũa thôi mà em làm đủ thứ trên đời. Thế là vừa rồi mình cũng mất trước đặt với đôi đũa và làm đây này. Muốn chữa mà mọi người hay bắt đầu bằng cái việc chữa diện chẩn bằng cái việc khai thông đầu, thì khai thông đầu thì hay dùng bằng cái lược không. Thế nhưng mà mình thì hết áp thấp thì mình thích đôi đũa hơn. Đấy, xỉa khắp nơi, chỗ nào đau thì làm nhiều hơn. Và cái này nó có cái lợi hại là mình có thể làm rộng làm hẹp khắp mọi nơi trên đầu, cứ chỗ nào đau thì làm nhiều. Và ví dụ như là mình đang đau lưng thì mình xỉa luôn cái lưng trên đầu này, khắp mọi nơi. Đấy, cổ gái đều làm được hết. Và đặc biệt ví dụ như trên tay, cái chỗ tay này này thì đây là mình dùng cái đũa mình làm rất là thích, khai thông mọi thứ. Đấy, các cái khe này, này. Đây trên này mình hay bị tim mình khó, kiểu như cái vòng quanh này nó hơi khó chịu, lấy cái này xỉa luôn xung quanh luôn. Xỉa thế nào? Xỉa xung quanh cái chỗ mình cảm thấy khó chịu, cái xương sườn, cái này đánh mất xương sườn rất là thích. Hoặc là đánh mất cái cạnh sườn của dạ dày, cạnh sườn của bên gan, rất là thích. Này này đặc biệt làm trên bàn tay rất là thích luôn. Cái này cái độ mở độ này mình điều chỉnh được mà. Làm tí nó ấm nóng lên là rất dễ chịu. Các cái khe này này, khe này, hoặc là cổ gáy, ai đau cổ gáy bôi một tí dầu cúc vàng hoặc là dầu dừa tùy theo là hàn hay nhiệt, là tức là nghiền thích nóng hay thích mát. Sau đấy dùng cái đũa này đánh, đánh cổ gáy, đánh khắp nơi, rất là thích luôn, nó thông luôn. Nếu mà đau cổ gáy nhẹ nhẹ chỉ làm một lần là hết. Em có một cái là ngải đồng đơn, làm cổ gáy đã lắm, thích luôn. Là ngải đồng đơn đấy hả? Ngải đồng đơn. Hình như bây giờ nó mới có cái mới, nó có cái mới mà nó không bị nứt, đúng rồi. Không bị nứt, cầm chắc tay nó thích lắm. Cầm đã lắm. Em cầm đây để anh làm cho chị. Cầm cả cái bát có ngải xuống nhá. Đấy. Và lưng nhá. Ai đau lưng nhá, chỉ dùng cái này xỉa luôn ra lưng này. Xỉa luôn đây này. Cứ cầm trên nhà này làm cái đũa thật dài. Tại vì là cái tay thường là mình hay lấy cái lăn lăn, thì làm một thứ bao giờ nó cũng chán thì mình thay đổi đi. Cái đũa mình xỉa khắp lên trên lưng này. Đây nhiều áo quá không làm được, rất là thích. Làm cái đũa dài rồi lưng thì làm cái đũa dài không? Vâng, đấy. Còn nếu mà làm cái đũa sừng thì lại càng tốt. Đũa sừng nó trơn. Em có hộp em chập 3-4 cái lại em làm cái đầu luôn. Rất là thích. Không, tức cái vấn đề là mình làm một cái dụng cụ thầy Châu nó rất nhiều tác dụng. Mình mà dùng một thứ thì nó chán, mình thay đổi đi thì nó đi được. Lực đa năng ấy, cái lực là đa năng mà 3 cái màu chất. Thầy gọi người mua, thầy gọi gửi lại. Em rất làm nhiều rất thích. Em cầm cả cho anh cái lược đa năng xuống. Lược đa năng hả? Lược đa năng ấy. Lược đa năng ạ. Cái lược không có cái nào em lấy cái mới đi. Cả lược đa năng nữa. Rất là thích luôn, mọi người cứ thử phải thử, không có đũa sừng thì dùng đũa ăn cơm được.